Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ đi giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng mình mới viết về việc tra cứu các cái ứng dụng, các cái phím tắt cho các cái phần mềm xây dựng và các cái phần mềm phổ biến khác trên thế giới cũng như Việt Nam hiện nay. Thì trên màn hình các bạn ấy là cái giao diện của cái ứng dụng. Cái ứng dụng này thì hiện tại mình đang viết trên nền tảng Android. Còn trên nền tảng iOS ấy, thì tương lai thì mình sẽ đưa nó lên, bởi vì một cái điều mà tại sao mình làm trên Android, bởi vì là trên iOS thì cái phí để đăng ứng dụng trên iOS trên 1 năm thì nó đắt hơn rất nhiều so với cả Android. Ok, bỏ qua cái chuyện đấy đi, thì các bạn thấy ở đây trên giao diện chính thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó như thế này. Thì ở đây mình đã cố gắng mình chia ra các cái phần mềm thuộc các cái công ty lớn. Ở đây ví dụ như phần trên đỉnh này mình có Autodesk, các phần mềm của Autodesk. Ở đây chúng ta có 3D Max, AutoCAD, Fusion, InfraWorks, Inventor, Maya, Navisworks, Revit, Robot Structure, v.v. Bên dưới này thì các bạn thấy là các cái sản phẩm của Microsoft như Microsoft Excel, Microsoft Project, PowerPoint, Word. Bên dưới là các cái sản phẩm của Adobe, ví dụ như là Photoshop hoặc là của Illustrator, thì mình sẽ dần dần mình sẽ cập nhật lên đây cho các bạn. Các bạn lưu ý là các cái dữ liệu cập nhật lên ấy thì nó sẽ cập nhật một cách trực tuyến. Các bạn không phải cài đi cài lại nhiều phần mềm. Nếu mà nói về dữ liệu thì nó sẽ tự động nó đổ về theo thời gian thực về ứng dụng của các bạn. Các bạn chỉ cập nhật phần mềm khi mà mình sửa lỗi, ví dụ như là cái mắc một cái lỗi nào đấy khiến ứng dụng của các bạn tắt đột ngột hay cái gì đấy thì mình sẽ sửa, và các bạn nên cập nhật để ứng dụng của bạn xài ổn định hơn. Rồi bên dưới là các cái phần mềm của CSI. Đấy. Thì ở đây mình đang hiện tại trong thời điểm mình làm cái video này thì nó đang có ETAP và SAS. Rồi là các cái phần mềm khác như Archicad, SketchUp, Tekla và các cái phần mềm liên quan lập trình và các phần mềm nổi tiếng khác thì mình sẽ cập nhật lên. Trên phần bên trên giao diện này thì các bạn thấy là có cái lựa chọn setting. Đấy, có cái lựa chọn setting ở đây. Thì trong cái mục setting này nó là nơi để các bạn có thể chọn cái ngôn ngữ để các bạn có thể dịch hoặc là xem, thì cái này sẽ mình sẽ nói khi chúng ta vào cụ thể bên trong. Thì hiện tại ấy, thời điểm mình làm video này ấy, thì cái ngôn ngữ mà các bạn thấy ấy, thì mình đang làm ngôn ngữ bằng tiếng Anh, và các bạn nào mà ở Việt Nam thì mình cũng có hỗ trợ cái ngôn ngữ tiếng Việt nữa. Đấy là chỉ có ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt thôi, còn các cái ngôn ngữ khác trên thế giới thì mình nghĩ là nó cũng không không có quá nhiều từ để mà phải khó hiểu ở trong cái ứng dụng này của chúng ta, bởi vì đa phần chủ yếu là chúng ta tra cứu các cái tắt của các cái phần mềm xây dựng. Bây giờ mình sẽ thử vào một cái phần mềm cho bạn xem. Bây giờ mình sẽ vào thử một cái phần mềm, ví dụ như là mình sẽ vào Revit. Ok, đây là Revit. Thì các bạn thấy là Revit ý, thì với một cái phần mềm mà nó cần phải chia nhỏ các cái mục để cho các bạn hiểu hơn, các bạn dễ hiểu hơn trong cái việc mà các bạn tra cứu các phím tắt, thì các bạn thấy là nó sẽ được chia thành các cái tab trên này. Ví dụ như là cái tab structure này thì chuyên để các bạn có thể tra cứu những cái phím tắt liên quan đến phần vẽ kết cấu đó, hoặc là snap là cái phần tra liên quan đến chế độ bắt điểm, rồi là create chẳng hạn thì là liên quan đến phần tạo blade component, vân vân. Thì ở đây có một điều lưu ý như này, nếu như mà trong quá trình các bạn xem này thì các bạn thấy là khi các bạn kích vào cái button phím tắt ở đây ấy, thì nó sẽ tự động nó sẽ bật lên cái phím, nó sẽ phóng lên cái phím này nó to hơn để các bạn có dễ quan sát hơn nếu như bạn quan sát chưa kỹ, hoặc là có những cái ký hiệu nó dài quá mà các bạn nhìn vào đây các bạn khó hiểu, các bạn có thể kích vào đây thì các bạn có thể dễ dàng các bạn quan sát được, vân rồi có một lưu ý nữa là như này, các bạn thấy là mặc định ấy, thì tất cả các cái mô tả trong phím tắt đều bằng tiếng Anh, và nếu như các bạn muốn xem bằng cái ngôn ngữ tiếng Việt chẳng hạn thì các bạn phải sử dụng phím setting ở đây. Ví dụ ở đây các bạn kích vào đây, mình chọn setting. Thì ở đây có mấy chức năng. Language to translate. Đấy. Language to translate thì các bạn phải kích vào đây.
Thì ở đây nó liệt kê có một số các ngôn ngữ mình đang hỗ trợ. Thì ở đây có Vietnamese đấy, rồi có tiếng Anh, Pháp, Đức, vân vân, tiếng Nga đấy, thì bạn có thể chọn Vietnamese đó. Sau đó các bạn vẫn back lại như này, rồi bây giờ bạn click vào đây thì nó sẽ tự động nó sẽ dịch sang cái tiếng Việt cho các bạn, để các bạn xem là cái nghĩa mà các bạn muốn dịch sang tiếng Việt đấy nó là cái gì. Còn nếu như các bạn có thuộc một ngôn ngữ khác, bạn click vào đây, setting. À, các bạn chọn đây, ví dụ như là các bạn chọn tiếng tiếng Nhật chẳng hạn, ok. Các bạn back lại đây. Bạn click vào đây thì nó sẽ tự động nó dịch ra tiếng Nhật cho các bạn, để các bạn dễ hiểu nếu các bạn muốn xem tiếng Nhật. Hoặc một cách đơn giản nữa, các bạn muốn dịch theo cái ngôn ngữ máy ấy, cái ngôn ngữ máy tính của các bạn đang dùng, hệ điều hành Android là ngôn ngữ gì, thì các bạn chỉ việc kích hoạt cái chế độ này lên thôi thì nó sẽ tự động nó sẽ dịch ra cái ngôn ngữ máy của các bạn. Rồi ok, back lại như thế này. Trong quá trình các bạn xem phím tắt này, các bạn thấy là nó có rất nhiều các phím tắt khác nhau, có thể đến hàng trăm phím tắt, thì các bạn có thể tìm kiếm. Thì tìm kiếm ấy, mặc định thì các bạn thấy có chúng ta có hai cách tìm kiếm. Cách tìm kiếm thứ nhất ấy, là cách tìm kiếm theo cái phần mô tả của phím tắt, và cách tìm kiếm thứ hai là tìm kiếm theo cái phím tắt ở bên này. Mình nói ví dụ các bạn click vào đây, ví dụ chúng ta mình sẽ click mình sẽ search từ setting, mình click vào đây, rồi ở đây mình sẽ search từ setting, rồi mình enter, thì các bạn thấy nó hiện lên một cái bảng như thế này, là hiển thị tất cả những cái mô tả mà liên quan đến từ setting mà các bạn đã tìm thấy. Thì ngay trong bản thân cái này thì các bạn cũng có thể kích vào đây để các bạn dịch nó ra cái ngôn ngữ mà bạn đã chọn trong cái phần setting đấy. Rồi, back, mình ấn như này. Rồi, cách thứ hai là các bạn có thể tra cứu theo cái phím tắt, không phải theo nội dung, là bạn có sử dụng cú pháp là key, kích vào đây và các bạn gõ tiếp theo là cái ký tự phím tắt can control này chẳng hạn, rồi các bạn ấn enter thì là tất cả phím tắt nào nó có chữ control thì nó sẽ hiện ra như này. Các bạn thấy là một loạt các phím tắt có cái control này. Rồi ok. Rồi có một cách tra cứu nữa, mà ví dụ như là các bạn muốn tra cứu cái nội dung của cái phím tắt này theo cái ngôn ngữ của các bạn, thì các bạn làm như thế nào? Đây các bạn làm như sau. Đây các bạn click vào đây, bạn click vào setting chẳng hạn. Rồi. Các bạn thấy nó có lựa chọn way to search. Way to search tức là search theo cái ngôn ngữ mà bạn chọn trên này. Nếu các bạn kích hoạt chức năng này thì các bạn hoàn toàn có thể gõ theo cái ngôn ngữ mà các bạn đã chọn trên này để các bạn tìm kiếm. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn Vietnamese. Rồi, mình kích hoạt tính năng này lên thì ở đây nó cho các bạn tìm kiếm theo ngôn ngữ tiếng Việt. Đấy. Ví dụ như là dầm chẳng hạn. Ở đây mình có tiếng tiếng Việt đi, mình có dầm. Rồi, mình nhấn enter. Đấy thì các bạn thấy là nó sẽ tự động nó dịch cái chữ dầm đấy ra cái ngôn ngữ tiếng Anh, sau đó nó sẽ search cho các bạn ở đây. Đấy, ok. Đấy là các cái chức năng chính, rất là mình nghĩ là rất là hữu ích đối với một cái phần mềm mà tra cứu phím tắt. Ok các bạn, back lại cho mình. Rồi, ok. Trong quá trình sử dụng thì các bạn thấy là có những cái quảng cáo nó hiện lên ấy, thì để mình duy trì ứng dụng này, tại vì ở đây mình có sử dụng server để chứa cái dữ liệu này cho các bạn. Rồi, ok. Hy vọng các bạn ủng hộ và đánh giá góp ý cho mình về ứng dụng này.